Trên thị trường có rất nhiều hãng máy hút khói khác nhau, tại sao các bạn lại chọn máy hút khói Hax Air? Máy hút khói quan trọng là ở điểm lực hút mạnh, âm thanh nhỏ, dễ tháo, dễ lau chùi. Còn một điểm cũng rất quan trọng mà các bạn thường bỏ qua, đó chính là việc mà các bạn phải xác định trước là mua các máy hút khói đều phải là chuyên gia thiết kế cho bếp ga có 4 bếp đun của Mỹ. Vì bếp ga ở châu Á chỉ có 2 bếp đun, nên thiết kế quạt cho máy hút khói đều là quạt bằng, hút thẳng. Những bếp ga của Mỹ là có 4 bếp đun, nên họ thiết kế máy hút khói có sự phân bố phía trước và phía sau. Có thể hút được khói phía sau của bếp, nhưng hút phía trước của bếp thì lại xa, mà phía trước lại là nơi hay sử dụng đến. Nếu trực tiếp sử dụng máy hút khói nhập khẩu của châu Á, thì quả nhiên là hiệu quả không tốt. Các bạn cũng biết, nếu như khói dầu mỡ mà không hút hết, thì chính bản thân chúng ta cũng đang phải hít khói dầu mỡ ấy. Rất nhiều báo cáo của các y học chỉ ra rằng tỷ lệ phụ nữ phương Đông mắc bệnh phổi rất cao. Một trong những nguyên nhân đó là hít phải khói dầu mỡ quá nhiều. Do vậy, máy hút khói cần phải căn cứ vào bếp của Mỹ mà thiết kế lại. Như vậy mới đạt được hiệu quả cao. Máy hút khói Pax Air chuyên thiết kế cho bếp ga có 4 bếp đun của Mỹ, mặt hút khói nghiêng, mặt hút khói hướng lên trên 96 độ. Cửa hút khói nằm đối diện với vị trí đun nấu, phạm vi hút khói rộng. Hơn nữa, còn bao trùm được 4 bếp đun, lực hút tập trung, hiệu suất của lực hút là 100%. Máy hút khói của các hãng trên thị trường thì độ dày 4 mặt của quạt gió là như nhau. Sau khi hai chiếc quạt hút khói vào trong, sự lưu thông khí trong thông gió rất lộn xộn, hình thành lên sự cản trở gió và tạp âm. Không những lực hút yếu mà âm thanh còn rất to. Phát minh của máy hút khói Pax Air là hộp thông gió nghiêng, phía trước mỏng, phía sau dày. Bởi vì theo nguyên lý lưu thể lực học thì dung tích phía trước và dung tích phía sau không giống nhau, nên sau khi khói được hút vào là đi theo chiều từ phía mỏng sang phía dày. Bởi vì không có sự cản trở nên gió lưu thông nhanh, lực hút mạnh hơn các hãng khác là 1/3, âm thanh nhỏ hơn một nửa. Hãng máy hút khói nào cũng nói rằng sức hút của máy là mạnh nhất. Bây giờ chúng ta hãy đo thử. Đây là một chiếc máy hút khói của hãng khác trên thị trường, thiết kế bên trong hộp gió không có góc. Tay phải tôi là một chiếc máy hút khói của hãng Hax Air, chuyên thiết kế bếp ga có 4 bếp đun của Mỹ. Hộp gió bên trong có góc độ nghiêng. Chúng ta đo thử lượng khói thải ra của từng cái. Hai chiếc motor đều mở ở tốc độ cao. Mời các bạn xem. Có khí nhưng không có lực hút, rất chậm mới hút được lên. Còn bây giờ hãy xem, lượng khói thải ra của máy hút khói Hax Air. Vẫn với chiếc ống khói này, hai chiếc motor vẫn chạy với tốc độ cao. Mời các bạn xem, bỗng nhiên là hút lên ngay. Đây chính là do hộp gió được thiết kế tốt, không có sự cản trở gió. Lực hút như thế nào? Mời các bạn xem là biết hết ngay. Lau rửa máy hút khói cũng là một vấn đề làm cho các bà nội trợ cảm thấy phiền phức. Ngoài quạt gió và hộp gió cần phải lau rửa ra, thì trên thực tế, hộp đựng dầu mỡ thừa trên máy mới là quan trọng. Nếu như mặt hộp gió là bằng phẳng, thì dầu mỡ bám trên đó cũng là mặt bằng. Vì thế mà dầu mỡ thừa rất khó có thể chảy vào trong hộp đựng được. Lâu ngày tích lại, dầu mỡ kết thành từng giọt và đến mùa hè sẽ có mùi, rất khó chịu. Máy hút khói Pax Air rất dễ tháo ra và lau rửa. Trong hộp gió có độ nghiêng 84 độ, dầu cũng theo độ nghiêng đó mà chảy vào hộp đựng, đảm bảo dầu chảy lưu thông, không bị đóng thành giọt. Ở Mỹ, không có người làm nghề rửa máy hút khói, do đó máy hút khói Pax Air thiết kế cho việc tháo lắp rất dễ dàng, không cần bất cứ một công cụ nào, rất đơn giản, bạn có thể tháo được các linh kiện bên trong. Nửa năm hoặc một năm bạn chỉ cần rửa một lần, tháo ra, để vào trong máy rửa bát và rửa một cách dễ dàng, nhanh gọn, chỉ cần như vậy chức năng của máy lại như mới. Nắp máy vào cũng rất đơn giản, các bà nội trợ gia đình có thể tự tay mình làm được mà không cần ai giúp, rất nhẹ nhàng là lắp vào được, chỉ đơn giản vậy thôi. Tháo lắp và lau rửa máy hút khói Pax Air rất dễ dàng, dễ tháo, dễ rửa, dễ bảo quản. Trên thị trường có rất nhiều loại máy hút khói, có loại tự động lau rửa, có 4 hộp gió, tự động cảm ứng và thậm chí có cả tự động diệt vi khuẩn nữa. Chỉ cần kết cấu hợp lý, lực hút mạnh, dễ bảo dưỡng, không dùng các thủ đoạn mánh khóe thì các bà nội trợ mới có thể yên tâm mà mua, vui vẻ mà dùng. Các bạn thấy có đúng không?